Ngũ Đài Sơn, còn được gọi là Thanh Lương Sơn, là đảo tràng của Đại Tí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát còn có tên là Diệu Cát Tường Bồ Tát, là mẹ của vô lượng chư Phật, là bậc thầy của vô lượng Bồ Tát. Căn cứ theo kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm ghi lại, mỗi ngày Ngài dẫn theo 10.000 vị đại Bồ Tát đi dòng Thanh Lương Sơn diễn thuyết diệu pháp. Ngài phát nguyện, phàm hễ ai lên núi, Ngài sẽ đích thân ngưng tiếp từ xa. Khi ra về, Ngài sẽ tiễn đưa 8.000 dặm để giúp đỡ cho chúng sanh có được trí huệ hạnh phúc. Ngài bèn sai sư tử Văn Đức mà Ngài vẫn thường cởi xuống chốn nhân gian, dẫn dắt chúng sanh đi đến bến bờ an vui hạnh phúc chân thật. Hy vọng ngươi có thể phát tâm Bồ Đề mà đem kinh Kiết Tường này phổ biến khắp trong nhân gian, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Dạ, con y giáo phụng hành. Cư trú thích hợp. Chết rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Chuyện thật là đáng sợ. Ác ma. Trong rừng vừa xuất hiện một con ác ma. Rất nhiều thú rừng bị nó cắn trọng thương. Hả? Là ác ma hả? Nó phá luôn tổ của chim sẻ, cắn vào đuôi của hươu con, cướp thức ăn của cáo. Nếu mà gặp phải nó, tôi dám chắc là ngay cả cái đuôi cũng không còn. Hung ác đến như vậy à? Hình thù của nó ra làm sao? Việc này tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe nói lại thôi. Chim sẻ nó nói có 3 con mắt, hươu thì nó nói có 8 cái chân. Lúc nó chạy giống như là ba vậy. Cáo nó lại nói móng vuốt của nó có thể xé xác một con sói. Nhìn thấy thú rừng là cắn, vô cùng tàn nhẫn. Nói tôi là ác ma này. Tôi tàn nhẫn cho các người xem nè. Chạy mau. Ôi, xem chút thì mất to cái mông rồi. Anh chạy trước đi, để tôi đối phó với nó. Ây da, đồ xấu xa. Ây, đừng có cắn mông tôi nữa mà. Văn Đức cứu tôi với. Văn Đức cứu tôi với. Ây chà, thì ra là một con chó hoang. À, Tiểu Thất, cậu là Tiểu Thất. Sao bạn biết cái tên Tiểu Thất đó vậy? Đương nhiên là tôi biết chứ. Vì cứu tôi mà lỗ tai của cậu bị người ta làm bị thương. Bạn là... lỗ tai ngắn. Bây giờ thì không ngắn nữa rồi. Ủa, các bạn quen biết nhau à? Mẹ của cậu ta sanh 7 đứa con. Cậu ta là đứa con thứ 7. Chúng tôi gọi cậu ta là Tiểu Thất. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Đúng không Tiểu Thất?
Có một lần tôi bị đứa trẻ truy đuổi, Tiểu Thất cũng đã cứu tôi. Rốt cuộc tay của cậu ấy bị mấy đứa trẻ làm bị thương. Lỗ tai ngắn này, tôi đã không còn là Tiểu Thất của ngày trước nữa rồi. Tôi nghe nói cậu bị người ta bắt về nuôi, họ đối xử không tốt đối với cậu ta. Ông chủ của tôi làm nghề đồ tể, ông ta luôn bảo tôi uy hiếp truy đuổi mấy công việc sắp bị làm thịt. Nếu mà tôi không nghe lời của lão, thì lão lấy roi đánh tôi, còn bỏ đó tôi nữa. Thật là quá đáng. Tôi mà càng hung ác, thì lão ta càng vui. Càng cho tôi nhiều thức ăn. Lâu dần tôi trở nên tàn nhẫn, thấy ai cũng muốn cắn, mọi người đều ghét tôi, tôi không có một người bạn nào cả. Mấy hôm trước, tôi vô tình cắn phải đứa con trai của lão ta, họ lấy gậy gộc đánh tôi, đuổi tôi đi. Tôi không muốn cắn người, nhưng tôi không làm chủ được bản thân mình. Giống như là các bạn nói, tôi đã biến thành ác ma rồi. Cậu không phải là ác ma, cậu cũng sẽ không biến thành ác ma đâu. Văn Đức, anh giúp Tiểu Thất đi. Ngày xưa có một con voi trắng, cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như cậu. Hay là chúng ta đi ngược về quá khứ, cùng đi xem nào. Để tôi dạy cho Tiểu Thất. Niệm tâm chú của Văn Thù Bồ Tát. Tiểu Thất, chúng tôi niệm một câu. Cậu niệm theo một câu. Ông a ông a ông a ra ba ta na ti ông a ra ba ta na ti ông a ra ba ta na ti. À, nó giơ chân lên kìa, nó dẫm xuống kìa. Nó sắp ra rồi. Con voi già kia, ăn cơm đi. Con quỷ già, không quốc mày, ngày càng không nghe lời. Thử coi ai đói chết. Đừng.
Ê chà, xem ra phải tìm chỗ khác cho ngươi ở rồi. Sư phụ, tại sao họ phải dẫn con voi lớn đến đây vậy? Chuồng voi bị lửa thiêu hủy rồi, nhất thời không tìm được chỗ gửi nuôi. Ngôi chùa của chúng ta có ít người qua lại, voi ở đây cũng thuận tiện mà, nên quốc vương kêu họ dẫn tới đây. Xin đảnh lễ sư phụ. Liễu Liễu, con voi này giao cho con, trông coi nó. Sư phụ an tâm, con nhất định sẽ trở thành bạn tốt của nó. Đối xử với nó càng dữ càng tốt, đừng thèm quan tâm đến nó. Tốt nhất là nên thật thà một chút. Voi trắng đừng có sợ, Bồ Tát sẽ phù hộ cho ngươi. Làm thiện sanh thiện, làm ác vào hố sâu. Om A Ra Ba Za Na Di. Om A Ra Ba Za Na Di. Da da Sáng nay tôi ra bờ sông cắt đống cỏ này. Ăn đi nào, đừng khai sáo. Cảm ơn cậu. Hả? Anh mới nói à? Anh biết nói sao? Voi trắng nói chuyện với tôi. Voi trắng nói chuyện với tôi. Lúc sáng tôi thức dậy nghe trong chùa có tiếng ca hát. Thật là thoải mái. Mọi người ca gì vậy? Hả? Không phải ca đâu. Chúng tôi tụng kinh thời khóa buổi sáng mà. Trong mơ tôi còn nhớ câu này: làm thiện sanh thiện, làm ác xuống vực sâu. Xem ra tôi đã tạo ra quá nhiều ác nghiệp. Ngay cả trong mơ ngủ cũng không được an ổn. Ừ, tụng kinh niệm chú có thể tiêu trừ nghiệp chướng, làm cho tâm an ổn. Nếu anh đồng ý, tôi cũng có thể dạy cho anh niệm. Tôi đồng ý. À, trước tiên anh phải cùng với tôi quy y Tam Bảo. Tôi niệm một câu, anh niệm theo một câu. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Nam mô Tăng. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Ừ, rất tốt. Tiếp theo tôi sẽ dạy bạn niệm tâm chú của văn thù Bồ Tát. Sư phụ nói, niệm chú của văn thù Bồ Tát có thể tiêu tai miễn nạn, khai mở trí huệ. Được. Quyết định như thế. Om Ara Baza Nadi. Om Ara Baza Nadi. Om Ara Baza Nadi. Om Ara Baza Nadi. Om Ara Baza Nadi.
Có nghe gì chưa? Con voi trắng đó rất là hung dữ. Họ đưa nó vô chùa ở. Mẹ ơi, lỗ mũi dài quá. Tôi cũng có nghe nói. Tiểu Bảo, không được tới gần nó. Đừng làm hại con tôi. Chạy, chạy đi nào. Tiểu Bảo, con làm mẹ hết hồn. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, cảm ơn tiểu sư phụ, cảm ơn voi trắng. Mẹ ơi, chơi với mũi dài rất là vui. Con voi này hoàn toàn không đáng sợ như lời mọi người nói đâu. Cái con này xem ra đã khá hơn rồi. Nghỉ ngơi đủ rồi. Phải làm việc thôi. Cho tôi hỏi, ông đem voi trắng đi đâu vậy? Đương nhiên là đem đi hành hình tội nhân rồi. Chúng tôi không nuôi nó một cách vô ích đâu. Ông đừng đánh nó. Nó biết nghe. Hãy ngoan ngoãn niệm chú của văn thù Bồ Tát. Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Đừng, đừng. Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Dẫm chết nó đi. Mày ngu rồi hả? Đồ súc sanh, mày không tạo phản được đâu. Tức chết đi được, đồ súc sanh. Con voi trắng này không chịu dẫm chết phạm nhân nữa rồi. Ái Khanh, người nói việc này như thế nào? Theo lời người cai tượng nói, con voi trắng này sau khi từ ở chùa về mới thay đổi như vậy. Theo thần suy đoán, trong thời gian ở chùa, nó ngày đêm đã nghe được Phật Pháp, tâm tánh dần dần ôn hòa, cho nên không còn muốn dẫm chết phạm nhân nữa. Nếu mà muốn nó tiếp tục dẫm đạp phạm nhân, thì nên đem nó đến ở chỗ lò sát sanh một thời gian xem thử. Ừ, có lý. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Tuân lệnh. Giao nó cho ngươi đây. Nếu không dạy được nó, thì hai ngươi khó mà sống yên. Không có vấn đề gì, nhất định tôi sẽ dạy được nó mà. Chúng ta là đồ tể, sinh ra là để sát sanh. Địa ngục cái gì chứ? Báo ứng cái gì chứ? Ta không tin đâu, huống hồ gì ngươi đã từng làm qua việc này rồi. Rất nhiều người chết dưới chân của ngươi, cho dù bây giờ không làm nữa, người ta cũng không thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Súc sanh. Quả
nhưng là gần mực thì đen. Đừng trổ tài với ta, để dành sức mà đối phó với tử tù đi. Lần này là tên tử tù nào mà xui xẻo bị nó dẫm dậy? Nghe nói có một vị đệ tử của Phật môn bị người ta thưa vì tội trộm cắp vàng, nhưng ông ta nhất định không thừa nhận, một mặt nói rằng mình trong sạch. Ồ, anh nhìn kìa, voi trắng sắp dẫm xuống rồi. Đội ơn văn thù Bồ Tát từ bi cứu khổ. Tiểu thức này, voi trắng đã có thể trở thành người tốt, cậu cũng có thể làm được mà. Hoàn cảnh cư trú với sự trưởng thành của một con người rất là quan trọng. Chỉ cần anh chịu ở lại đây, mỗi ngày cùng chúng tôi tu học Phật Pháp, tôi tin rằng không bao lâu nữa, cậu cũng sẽ giống như là voi trắng trong câu chuyện này. Đối với chính mình, đổi mới chính mình, quay về tịnh độ. Cảm ơn cậu, Văn Đức. Hoan nghênh cậu trở về. Cuối cùng thì tôi cũng đã được về nhà rồi. Không gần người ngu si, nên kết giao người trí. Tôn kính người có đức là hạnh phúc lớn nhất. Cư trú chỗ thích hợp, kết giao người đức hạnh, đi trên đường chánh đạo là hạnh phúc lớn nhất. Nghe nhiều tinh tấn học, nghiêm trì các giới cấm, nói lời người vui thích là hạnh phúc lớn nhất. Nuôi dưỡng cha mẹ già, yêu quý vợ và con, việc làm phải vô hại là hạnh phúc lớn nhất. Bố thí phẩm đức tốt, giúp đỡ người trong tộc, hành vi không dơ bẩn là hạnh phúc lớn nhất. Tà hạnh phải nghiêm cấm, tự thân không uống rượu, đức tốt không dời đổi là hạnh phúc lớn nhất. Cung kính và khiêm nhường, biết đủ và cảm ơn, đồng thời nên nghe Pháp là hạnh phúc lớn nhất. Nhẫn nại và tùy thuận, thấy được các sa môn, tùy thời luận tín ngưỡng là hạnh phúc lớn nhất. Tự thanh tịnh cuộc sống, lĩnh ngộ bát chánh đạo, thực chứng đạo niết bàn là hạnh phúc lớn nhất. Bát phong không lay động, không ưu cũng không phiền, thanh tịnh không phiền não là hạnh phúc lớn nhất. Người theo đây hành trì,
luôn luôn không thối chuyển. Nhà nhà đều được phước là hạnh phúc lớn nhất. Phòng biên tập văn đức, chùa Phổ Thọ, Ngũ Đài Sơn, Trung Quốc.